cam nè cả nhà, để quay lớn nè. Chào ông bà chú, nay con ngày nãy con với mẹ con mới đi hái xuống dưới cù này, giờ nè ông bà chú, giờ bây giờ ông với mẹ con sẽ đi đặt ra nha ông bà chú. Đây mình với Ngọc đi hái được nhiêu nè cả nhà ơi. Giờ Ngọc lặt bông súng cá nè cả nhà. Cá này là mình đi giăng lưới rồi cả nhà, dính mới cá nè. Cá này cá đồng. Rồi hai mẹ con có bơi qua hái trái giác luôn nè. Hái trái giác. Ở đây có gia vị mình để mình bữa nay cá kho lạc trái giác rồi cả nhà, chấm rau đồng. Đây Ngọc đang lặt rau. Để rau mà. Hả? Cái đó hả? Cái đó con để đại gì đây? Con lặt ha, rồi mẹ đi con lặt rau đi, rồi mẹ đi bắt chảo lên để mẹ cháy tỏi đi, mẹ kho cá ha. Đây nha ông bà chú, là còn nhỏ xíu nè ông bà chú. Ngọc gì chứ Ngọc phái lặt rau rồi. Cháy tỏi lên luôn nè. Đặt bỏ gom lại Ngọc, hồi đem cái cọng nó bỏ vô trong kia coi. Múc ra bớt mớ tỏi sấy luôn á, để một hồi nữa mình kho cá mình để lên trên cho còn giữ mùi thơm vậy nó vàng ngon ha. Đây mình chế nước luôn cả nhà. Mình để miếng nước màu vô luôn. Mình để miếng mật ngọt luôn, mình dằn vô miếng đường. Mình chờ cho nó sôi lên á, mình thả cá vô. Ăn rồi chưa con? Rồi, để mình thả cá vô luôn là cả nhà ơi. Cá này goofy thiên nhiên á, chứ không phải mình nuôi. Còn sặc gần này cũng thiên nhiên nè, giăng lưới dính đó. Đây con rô biển trứng vàng ươm luôn. Cá này cũng sôi nè, để mình trả bề lại mình vớt bọt.
Đây mình trở về lại luôn. Gì con? Ủa mẹ chanh dây ăn hột được không? Được, bình thường. Chanh dây lỗi mình ăn hột mà. Đây nó sôi dữ rồi nè, mình để trái giác vô luôn. Trái giác này ha, mình kho ha, mình, nó chua chua nó ngon lắm. Trái giác nấu canh chua, trái giác kho lạc á, nó sẽ ngon hơn chanh nữa. Mình chụm cho nó chín lại là cái chả cá của mình nó hoàn thành, nó ngon lắm cả nhà ơi, quá trời hấp dẫn. Chưa chứ chưa, nghe mùi thơm rồi đó. Chua, cái này ra nước chua rồi nè. Mình về chua chua bể hết chín nữa. Chút chín rồi con. Xong rồi nè. Đây mình để miếng tép mỡ này vô. Tép mỡ này ngon lắm. Để hầm vô luôn. Để có thể lạc quá thì ngon. Hãy chừa, mình chừa miếng tỏi sấy ha. Mình để lên trên luôn cho nó ngon. Nó còn thơm, nó còn màu vàng. Để nãy mình để vô luôn cái nó hết mà. Dẫn nhà ơi, chỗ cá trái giác. Rồi giờ mình sẽ dọn cơm thôi. Mình nấu cá dọn cơm luôn cả nhà ơi. Trầu cá bự cho bá nữa. Ừ, cái rô phi nè, ngon quá trời ngon. Ừ, cá kho trái giác à, quá hấp dẫn. Này cá lóc đồng, này toàn cá đồng không à. Cái giác này ha, nút vô chua chua ngon. Quá trời luôn, cái này đi vô mà chấm gạo đồng á, cái này còn gì bằng, quá bắt mắt. Lên người không quay Phúc ăn không?
tuyệt vời. Con cá lóc cho qua đây luôn. Đây nè, con cá sặc rằn chà bá nè anh nè. Rồi giờ mình sẽ dọn chén cả nhà. Ngon tuyệt vời luôn, mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Đây cái dĩa gao đồng của mình đây nè, bông súng này, bông súng đồng nè cả nhà, với bông súng Đà Lạt, cồ nèo, rau muống, cá kho. Bây giờ mình đi hoàn thành, mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình mình cho vui ha.